Chào các bạn. Sau khi ra video về việc là tìm kiếm những cổ phiếu có chia cổ tức nhiều phù hợp với một số anh chị em đang là làm văn phòng cũng như có số vốn ít, và đặc biệt thì phù hợp với người về hưu có tiền tích lũy hiện đang gửi ngân hàng, thì hoàn toàn có thể xem xét mua vào những cái cổ phiếu hoặc là xem xét đầu tư vào những cái cổ phiếu, những doanh nghiệp mà có cái sự ổn định về mặt dài hạn cũng như là cái lợi tức hàng năm đều đặn, có tỷ suất cao hơn 10 tới 12% so với việc gửi ngân hàng chỉ 7 đến 8%. Thì chúng tôi thắng lợi nhận được rất nhiều những cái sự đồng ý, nhất trí và cũng như là sự ủng hộ của anh chị và các bạn trong video, và mong muốn ra tiếp một video tiếp theo. Thì chúng tôi sẽ gửi tới quý anh chị em và các bạn một video tiếp theo vào phần 2. Không phải là video này mà là sẽ là video để anh chị và các bạn thưởng thức hết những cái cổ phiếu có trong cái video phần 1. Thì phần 2 sẽ được bắt đầu và khi mà video phần 1 có trên 10.000 lượt xem. Trong video ngày hôm nay thì Thắng ơi lại dành ra ít phút thời gian để chia sẻ với anh chị và các bạn về một cái dạng đầu tư khác, không phải là dạng đầu tư an toàn hưởng cổ tức cao, mà là một cái cách đầu tư mà hiện tại đang được khá là ưa chuộng trong cái cộng đồng giới đầu tư cũng như là trong cái cộng đồng tài chính chứng khoán của Việt Nam. Đó chính là tìm kiếm những cổ phiếu có tốc độ tăng trưởng gọi là năm sau thì cao hơn năm trước, năm sau nữa thì dự báo sẽ còn cao hơn năm nay. Và đây là những cái cổ phiếu mà có thể chúng ta sẽ phải chấp nhận mà mua một đồng lợi nhuận của doanh nghiệp này với cái mức là 10, 12, 15, thậm chí có những cổ phiếu phải chấp nhận tới mức là 18 tới 20 lần so với một đồng lợi nhuận. Cái thứ mà chúng tôi đang nói tới chính là P/E. P/E tức là chúng ta chấp nhận mua một đồng lợi nhuận của doanh nghiệp bằng bao nhiêu đồng mà chúng ta mua. Thì nếu mà xét về góc độ cổ tức ở những cái doanh nghiệp đang có tốc độ tăng trưởng như thế này thì rõ ràng là chúng ta gần như là sẽ không giống như hiệu quả giống như những cái cổ phiếu, những cái doanh nghiệp mà chúng ta vừa nói. Nhưng về tốc độ tăng giá thì đây là những cổ phiếu mà cực kỳ tăng rất là nhiều so với tốc độ tăng của thị trường cũng như là so với những cái doanh nghiệp khác. Lý do tại sao lại như vậy thì có 3 vấn đề chúng tôi sẽ chia sẻ với anh chị em và các bạn. Lý do thứ nhất là bởi vì các cái doanh nghiệp này là các doanh nghiệp chịu lớn và còn dư địa để lớn. Với những doanh nghiệp với cổ tức ổn định và có cái doanh thu lợi nhuận ổn định theo các năm, cổ tức chia giống như video hôm qua chúng tôi vừa chia sẻ, thì những doanh nghiệp này lại hoàn toàn khác biệt. Họ luôn luôn sẵn lòng gọi giữ lại cái phần lợi nhuận để tiếp tục tái đầu tư và phát triển. Doanh nghiệp của họ thì cả về vốn chủ sở hữu, doanh thu, lợi nhuận đều tăng trưởng đều đặn theo các năm. Và mỗi năm thì năm sau cao hơn năm trước. Có những doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng lên tới 30 đến 40% cả về doanh thu, lợi nhuận và các chỉ số tài chính khác theo từng năm một, từ 2017, 18, 19, 20, thậm chí là dự báo trong những năm sắp tới còn tăng trưởng rất mạnh. Thì tại sao chúng ta lại đi tìm kiếm những cổ phiếu có tăng trưởng và lại đi đầu tư vào những cái cổ phiếu này trong khi là có vẻ là đã phải mua với cái chi phí vốn rất là đắt so với những gì mà lợi tức hưởng được, hoặc là so với những thứ mà doanh nghiệp làm ra. Lấy ví dụ như là lợi nhuận trên một cổ phần là 5.000 chẳng hạn, thì chúng ta phải mua những cổ phiếu này với cái giá 70.000 hoặc 80.000, thì chúng ta thấy rằng là với lợi tức trên một cổ phần có 5.000 thôi mà lại phải mua 70-80.000 thì nó có vẻ là hơi đắt. Nhưng thực tế không phải là như vậy, bởi vì các doanh nghiệp này đang trong cái giai đoạn gọi là tăng tốc, tức là những cái giai đoạn đang có tốc độ tăng trưởng rất nhanh, rất mạnh và đang lớn lên từng ngày, dự báo trong tương lai sẽ còn lớn hơn, chiếm thị phần của thị trường và đem lại những hiệu quả kinh doanh tốt hơn, tích cực hơn. Về mặt đầu tư tài chính thì có một vấn đề chúng ta cần phải lưu tâm, đó là chúng ta kỳ vọng vào tương lai. Tương lai của doanh nghiệp nào càng tươi sáng, tương lai của doanh nghiệp nào càng rực rỡ và có những cái kỳ vọng lớn thì chúng ta càng sẵn lòng chi vốn, chi tiền. Và các doanh nghiệp, các quỹ đầu tư hoặc là các công ty chứng khoán, các quỹ đầu tư nước ngoài cũng đều sẵn lòng. Một trường hợp điển hình trong những cái việc mà tăng tốc, tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian vừa qua và đem lại những cái hữu ích, những cái giá trị đầu tư rất cao cho quý anh chị em và bạn. Tôi lấy ví dụ như là cổ phiếu VCS trong thời gian trước đó, Cotecom trong thời gian trước đó, hoặc là hiện tại thì chúng ta đang thấy có những cổ phiếu như là Thế Giới Di Động chẳng hạn. Thế Giới Di Động trong những năm gần đây thì tốc độ tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận thì rất đều đặn và tăng tốc rất là tuyệt vời. Hoặc là công ty vàng bạc Phú Quý Đá Nhuận chẳng hạn, Phú Quý Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận
Đó là những cái công ty mà rất điển hình trong cái câu chuyện là doanh thu và lợi nhuận tăng. Thế nhưng mà chúng ta nhìn vào các cái chỉ số tài chính thì nó lại không 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 thực sự là rẻ giống như ta mong muốn, bởi vì người ta có một cái câu, ông bà ta có một cái câu thực sự hay và nó đem lại cái hữu ích trong cả thị trường tài chính, đó là hàng rẻ thì không bao giờ là hàng tốt, hàng đắt mới là hàng tốt, hàng đắt mới là hàng chất lượng. Và những cái hàng, những cổ phiếu, những cái doanh nghiệp như thế thì được giới đầu tư đang rất ưa chuộng và săn đón từng ngày. Những cổ phiếu kiểu như là Nam Tân Uyên có mấy cái tốc độ tăng trưởng tốt, cái mức lợi tức cao, rồi nó vừa phù hợp với cả hai cái trường phái đầu tư, đó là đầu tư ăn cổ tức và cả cái trường phái đầu tư đó là đầu tư tăng trưởng. Rồi gần đây chúng ta có nghe thấy những cái doanh nghiệp ví dụ như là gì ạ? Là gì anh chị và các bạn hay nghe thấy, thường xuyên nghe thấy ạ? Giai đoạn thị trường đi xuống thì có cũng không thiếu những doanh nghiệp vẫn đi lên, vẫn gọi là phá đỉnh, vẫn đem lại cái sự ấm no hạnh phúc cho những nhà đầu tư giá trị, và là những nhà đầu tư có cái trường phái là đầu tư giá trị trên trên nền cổ phiếu tăng trưởng. Tôi lấy ví dụ như cổ phiếu GAT chẳng hạn, đó là một trong những cái cổ phiếu mà Tổng Công ty Khí Việt Nam trong những năm gần đây thì doanh thu và lợi nhuận của nó cũng tăng trưởng khá là ổn sau khi tạo đáy lợi nhuận vào năm 2016 đấy đó. Và bây giờ trong những thời khắc tiếp theo của thị trường thì chúng ta phải cùng nhau tìm kiếm những cái cổ phiếu mà có tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận càng ngày càng tăng cao hơn, càng ngày càng có những cái sự phát triển và được coi là những doanh nghiệp chịu lớn, dám lớn và sẵn sàng lớn. Lợi tức của những doanh nghiệp này theo nhà tỷ phú Warren Buffett thì những doanh nghiệp nào mà còn dư địa phát triển, giữ lại lợi nhuận, không chia lợi nhuận, đó là những doanh nghiệp mà có khả năng sẽ gọi là chiếm lĩnh thị trường và sẽ là đầu tàu cho nền kinh tế trong những thời gian sắp tới. Thì trong video này thì chúng tôi sẽ chỉ nêu ra vài ví dụ như vậy, chưa đưa cho anh chị và các bạn những cổ phiếu cụ thể nào để chúng ta có thể xem xét. Tuy vậy thì chúng ta vẫn xin được khuyến nghị quý anh chị em và các bạn một cái vài ngành mà trong thời gian sắp tới có thể sẽ là đầu tàu của nền kinh tế, có thể sẽ có tốc độ tăng trưởng rất là tuyệt vời. Tôi lấy ví dụ như là ngành ngân hàng sẽ là ngành mà cần phải lớn mạnh hơn sau cái giai đoạn tái cấu trúc thành công. Ngành chứng khoán cũng là một ngành rất là tuyệt vời, có thể sẽ là một trong những điểm nóng sau khi là có cái tạo đáy lợi nhuận trong năm 2018 19 thì gặp những khó khăn của thị trường. Ví dụ như là ngành gì nữa ạ? Ngành sắt thép cũng có thể là những ngành sẽ là dẫn đầu trong thị trường, và chúng tôi có thể đưa ra vài cổ phiếu ví dụ như là cổ phiếu của ngân hàng quân đội, cổ phiếu của ngân hàng ACB, ngân hàng quốc tế VIB, hay là chúng ta có thể kể tới như là công ty cổ phần chứng khoán HSC, chứng khoán SHS, hay là công ty cổ phần chứng khoán VND, ví dụ thế. Đó là vài ví dụ điển hình. Hay là Hoa Sen, Hòa Phát cũng là một ví dụ khá là điển hình của cổ phiếu gọi là có tốc độ tăng trưởng đều đặn theo các năm. Hoặc là Đất Xanh cũng là những một trong những cái cổ phiếu mà có doanh thu và lợi nhuận được xem là điển hình cho giai đoạn 2015 2019. Vài ví dụ như thế, chúng ta sẽ đi phân tích từng cái doanh nghiệp, từng gọi là những cái điểm đến đầu tư trong video tiếp theo. Video hôm nay thì chúng tôi chỉ muốn trao đổi với quý anh chị em và các bạn một cái góc nhìn khác về đầu tư giá trị, đầu tư giá trị nhưng mà là những doanh nghiệp mà tăng trưởng, tức là tìm kiếm những doanh nghiệp tăng trưởng. Còn những doanh nghiệp nào khác mà anh chị và các bạn muốn gợi ý cho Thắng ơi, gợi ý cho cộng đồng, xin vui lòng để lại bình luận ở phía dưới để chúng tôi cùng có thể tham khảo những cái ý kiến của quý anh chị em và các bạn về những cái cổ phiếu tăng trưởng, mà giá trị tăng trưởng mà anh chị và các bạn cho rằng nó hữu ích cho cộng đồng, thì xin để lại bình luận ở phía dưới về cái mã cổ phiếu mà anh chị và các bạn cảm thấy đó là điểm đến đầu tư rất tốt cho các nhà đầu tư, thì vui lòng để lại bình luận. Và nếu được thì có thể để lại những cái câu trả lời theo kiểu tại sao anh chị lại cho nó là cổ phiếu tăng trưởng, tại sao ngành nghề anh chị chọn lại là ngành có khả năng phát triển về mặt dài hạn trong tương lai, tại sao các cổ phiếu của anh chị và các bạn thì nó tăng trưởng như thế nào. Anh chị có thể giải thích một vài ý ở phần bình luận để chúng ta cùng tham khảo, và sẽ đưa cái nội dung của anh chị và các bạn vào video tiếp theo. Đừng quên like, share và chia sẻ video này đến nhiều người hơn trong thời gian sắp tới. Cảm ơn quý anh chị em và các bạn đã luôn đồng hành cùng với Thắng ơi, cùng với TOTV, cùng với Trading Online Television. Và thưa với anh chị em và các bạn, đừng quên đăng ký kênh để tiếp tục có những video mới hay hữu ích hơn và luôn cập nhật tình hình thị trường trong thời gian sắp tới. Thân chào và hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn trong một video mà chúng tôi hứa hẹn sẽ đưa quý anh chị em và các bạn tới những cái cổ phiếu tăng trưởng và có khả năng tăng giá mạnh trong thời gian sắp tới. Thân chào và hẹn gặp lại.